Mà nặng kẹp nè. Kẹp vô. Giỏi. Rồi, cuốn cho thằng này chưa? Ủa, đây rồi. Đây rồi. Đây chưa? Kim. Kim toàn ngồi tướng W không? Tổng nhà dễ vậy. Sau này Kim làm họa sĩ à Kim? Kim ơi. Kim ơi. Con trai ơi, con làm gì vậy? Ồ, Kim vẽ đẹp dữ rồi ta. À, Kim vẽ hình gì? Vẽ đẹp hả? Kim đang trang trí xe cho Kim. Mập buổi sáng thì kể nó đi mẹ. Đọc đi Hương, đọc kìa. Yeah.